Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm: Thiên thần và ác quỷ. Tác giả: Dan Brown. Người dịch: Nguyễn Quang Huy. Nhà phát hành: Bách Việt. Chương 1. Trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp Giza, một phụ nữ trẻ phá lên cười và gọi với xuống: "Robert, dạo chân lên. Em biết lẽ ra mình nên lấy người trẻ tuổi hơn." Nụ cười của cô thật mê hồn. Anh chật vật theo kịp cô, nhưng đôi chân anh nặng như đeo đá. "Chờ đã." Anh nài nỉ. "Xin em đấy." Khi trèo lên, tầm nhìn của anh nhòa đi. Có tiếng sấm động trong tai anh. Mình phải bắt kịp cô ấy. Nhưng khi anh nhìn lên lần nữa, người phụ nữ ấy đã biến mất. Thế chỗ cô là một ông già có hàm răng rụng gần hết. Ông ta nhìn xuống và bặm môi lại thành hình ảnh xấu xí cô độc. Bỗng ông ta bật ra một tiếng thét thống khổ vang khắp sa mạc. Robert Langdon choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chiếc điện thoại cạnh giường anh đang đổ chuông. Trong trạng thái sững sờ, anh nhấc máy. "Alo, tôi muốn gặp ngài Robert Langdon." Một giọng đàn ông cất lên. Langdon ngồi dậy trên chiếc giường trống trải và cố gắng tỉnh táo lại. "Tôi Robert Langdon đây." Anh liếc mắt sang chiếc đồng hồ kỹ thuật số. Đã 5 giờ 18 phút sáng. "Tôi phải gặp ngài ngay bây giờ." "Ông là ai?" "Tôi là Maximilian Kohler, nhà vật lý học hạt riêng biệt." "Nhà gì cơ?" Langdon không thể tập trung nổi. "Ông có chắc mình tìm đúng Langdon không đấy?" "Ngài là một giáo sư về biểu tượng học tôn giáo tại Đại học Harvard. Ngài đã viết 3 tác phẩm về biểu tượng và..." "Ông có biết bây giờ là mấy giờ không?" "Tôi xin lỗi, tôi có một thứ cần phải xem. Không thể nói trên điện thoại được." Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Langdon. Chuyện này từng xảy ra rồi. Một trong số những hậu quả xấu xí khi viết sách về biểu tượng tôn giáo là những kẻ cuồng tín thường gọi đến muốn anh xác nhận dấu hiệu mới nhất của Chúa. Tháng trước, một vũ nữ thoát y từ bang Oklahoma đã hứa thưởng cho Langdon một đêm yêu thương tuyệt trần nếu anh bay đến xác minh độ chân thực của một dấu thập giá xuất hiện bí ẩn trên ga giường của ả. Tấm vải liệm Tucson, Langdon đã gọi nó như thế. "Sao ông biết được số của tôi?" Langdon cố tỏ ra lịch sự, bất chấp dở giấc. "Trên Internet, trang web đăng tải cuốn sách của ngài." Langdon nhíu mày. Anh chắc chắn rằng trang này không đăng số điện thoại của anh. Rõ ràng người đàn ông này đang nói dối. "Tôi cần gặp ngài." Người gọi đến nài nỉ. "Tôi sẽ trả ngài hậu hĩnh." Giờ thì Langdon thực sự muốn nổi điên. "Tôi xin lỗi, nhưng thực sự là..." "Nếu đi bây giờ, ngài có thể đến đây vào lúc..." "Tôi sẽ không đi đâu hết. Mới 5 giờ sáng thôi." Langdon cúp máy, buông mình xuống giường. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp, nhưng vô ích. Giấc mơ vẫn rõ nét trong tâm trí. Anh miễn cưỡng mặc áo choàng bước xuống nhà. Robert Langdon đang đi chân trần, thong thả từng bước trong ngôi nhà trống trải, thiết kế theo phong cách Victoria, tại Massachusetts. Tìm đến phương thuốc chữa chứng mất ngủ theo cách riêng của anh. Một cốc cacao Nestle Quick nghi ngút khói. Mặt trăng tháng tư chiếu xuyên qua ô cửa sổ lồi, đùa giỡn trên các tấm thảm trải sàn phương Đông.
các đồng nghiệp của Langdon thường đùa rằng nhà anh trông giống bảo tàng nhân chủng học hơn nhiều. Các giá sách chật ních đồ tạo tác tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. Bức tượng Ekuaba từ Ghana, thánh giá vàng từ Tây Ban Nha. Bức tượng thần trên quần đảo Cycladi từ Aegean. Và thậm chí là lá bùa bằng vải dệt hiếm có của Borneo, một biểu tượng tuổi trẻ vĩnh hằng của người chiến binh. Khi Langdon ngồi trên chiếc giường bằng đồng của nhà hiền triết, nhấm nháp hơi ấm của cốc ca cao, anh chợt bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trong ô cửa sổ. Nó trông méo mó và nhạt nhạt, như một bóng ma. Một bóng ma giả cỗi, anh nghĩ. Lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng linh hồn trẻ trung của anh đang sống trong thân xác đáng nguyền rủa. Cho dù không đẹp trai ngòi ngòi theo nghĩa cổ điển, nhưng các nữ đồng nghiệp vẫn xem Langdon như hình mẫu thông thái lý tưởng, dù anh đã ở độ tuổi 45 với những sợi tóc bạc ẩn trong mái tóc nâu dày, đôi mắt xanh ham học hỏi, giọng nói trầm lôi cuốn và nụ cười khỏe khoắn vô tư của một vận động viên thể thao thuộc trường đại học. Là thành viên đội tuyển lặn của cả trường phổ thông lẫn đại học, Langdon vẫn giữ được hình thể rắn chắc với chiều cao 1m8 của một vận động viên bơi lội, nhờ duy trì đều đặn 50 vòng bơi một ngày trong bể bơi ở trường đại học. Bạn bè Langdon luôn cho rằng anh là người có chút bí ẩn, một người mắc kẹt giữa mấy thế kỷ. Vào những ngày cuối tuần, họ có thể nhìn thấy anh mặc quần jean xanh, đi thơ thẩn trong sân, thảo luận về đồ họa máy tính hoặc lịch sử tôn giáo với các sinh viên. Có khi lại bắt gặp anh mặc áo vest bằng vải len dây truyền thống Scotland, có họa tiết cánh hoa và được đăng trên các tạp chí nghệ thuật sang trọng nhất tại các lễ khánh thành bảo tàng, nơi anh được mời đến giảng dạy. Cho dù là một giảng viên nghiêm khắc, cực kỳ tôn trọng kỷ luật, Langdon là người đầu tiên ủng hộ phong cách mà anh gọi là thú vui lành mạnh thất truyền. Anh thích thú tiêu khiển với sự cuồng tín có tính lây lan, biến anh thành người được sinh viên yêu mến. Biệt danh trong trường của anh, cá heo, vừa ám chỉ bản tính hòa nhã, vừa nhắc tới khả năng bơi lặn huyền thoại vượt trội so với đối phương trong trò polo dưới nước của anh. Khi Langdon ngồi một mình, lơ đãng nhìn vào bóng tối, sự tĩnh lặng trong ngôi nhà một lần nữa bị phá vỡ. Lần này là tiếng máy fax. Mệt đến nỗi không còn đủ sức mà bực mình, Langdon chỉ đành cười khổ. Những con chiên của Chúa, anh nghĩ. 2000 năm đợi chờ một đấng cứu thế, và đến giờ họ vẫn kiên nhẫn chờ. Anh mệt mỏi mang cốc ca cao đã uống cạn vào bếp, chậm rãi bước tới bàn làm việc bằng gỗ sồi. Bản fax đang hiện ra trên máy. Anh thở dài, cầm tờ giấy lên xem. Ngay lập tức, anh cảm thấy buồn nôn. Trên tờ fax là hình ảnh một xác người. Thi thể hoàn toàn trần truồng, đầu bị vặn ngược ra đằng sau. Trên ngực nạn nhân là một vết bỏng khủng khiếp. Người này bị đóng dấu bằng sắt nung, in hẳn một từ đơn giản, một từ ngữ Langdon biết rất rõ, vô cùng rõ. Anh hoài nghi, nhìn chừng chừng vào dòng chữ Hoa Mỹ. Illuminati. Illuminati. Anh lắp bắp, tim đập thình thịch. Không thể nào. Thật chậm rãi, sợ hãi những gì mình sắp chứng kiến, Langdon xoay tờ fax 180 độ, xem từ ngữ ở vị trí lộn ngược. Ngay lập tức, anh nghẹt thở như thể bị xe tải đâm trúng. Gần như không thể tin vào mắt mình, anh xoay lại tờ fax, đọc xuôi rồi lại đọc ngược. Illuminati, anh thì thầm. Langdon choáng váng và ngã xuống ghế. Anh ngồi đó một lúc, trong trạng thái hoang mang tột cùng. Dần dần, đôi mắt anh bị hút vào ánh sáng đỏ nhấp nháy trên máy fax. Dù là ai gửi bản fax, thì người đó vẫn đang ở đầu dây, chờ được nói chuyện. Langdon nhìn chằm chằm ánh đèn nhấp nháy một lúc lâu. Thế rồi, với bàn tay run rẩy, anh nhấc ống nghe. Hết chương 1.
Chương 2. Bây giờ ngài chịu chú ý đến tôi chưa? Giọng người đàn ông cất lên khi cuối cùng Langdon cũng trả lời cuộc gọi. Vâng, ông làm được rồi đấy. Ông muốn tự giải thích không? Lúc nãy tôi đã cố nói với ngài. Giọng nói cứng nhắc và máy móc. Tôi là nhà vật lý học, điều hành một cơ sở nghiên cứu. Chỗ chúng tôi vừa xảy ra một vụ án mạng. Ngài đã thấy cái xác rồi. Làm sao ông tìm được tôi? Langdon không tài nào tập trung nổi. Tâm trí anh vẫn đang bị ám ảnh bởi hình ảnh trên tờ fax. Tôi đã nói rồi, trên Internet, trang web về tác phẩm của ngài, nghệ thuật của Illuminati. Langdon cố gắng tập trung ý nghĩ. Rõ ràng, với giới văn trường chính thống không hề biết đến cuốn sách của anh, nhưng nó lại khá phổ biến trên mạng. Tuy nhiên, lời giải thích của người gọi đến vẫn không hợp lý. Trang đó không đăng thông tin cá nhân. Langdon phản bác. Tôi chắc chắn điều đó. Tôi có nhiều người ở phòng thí nghiệm biết lấy thông tin người dùng trên mạng. Langdon hoài nghi. Nghe có vẻ phòng thí nghiệm của ngài biết nhiều về Internet. Phải biết chứ. Người đàn ông phản đòn. Chúng tôi sáng tạo ra nó mà. Điều gì đó trong giọng ông ta khiến Langdon hiểu ông ta không đùa. Tôi phải gặp ngài. Người gọi khăng khăng. Đây không phải vấn đề có thể thảo luận trên điện thoại. Phòng thí nghiệm của tôi chỉ có cách Boston 1 giờ bay thôi. Langdon đứng trong ánh sáng lờ mờ của phòng làm việc, nghiên cứu tờ fax cầm trong tay. Hình ảnh thật chấn động. Có lẽ phải mất cả thế kỷ để tìm ra. Một thập niên nghiên cứu của anh được đền đáp chỉ nhờ một biểu tượng. Khẩn cấp lắm. Giọng nói lộ rõ vẻ khẩn thiết. Đôi mắt Langdon nhìn xoáy vào dấu sắt nung. Illuminati, anh cứ nhầm đi nhầm lại. Tác phẩm của anh luôn dựa trên tính tương đương về biểu tượng của các hóa thạch, những tài liệu cổ xưa và lời đồn mang tính lịch sử. Nhưng hình ảnh này trước mắt anh đây là của thực tại. Thì hiện tại anh cảm thấy mình như một nhà cổ sinh vật học mặt đối mặt với một con khủng long sống. Tôi được toàn quyền cử một máy bay đến đón ngài. Giọng nói vang lên. Nó sẽ có mặt tại Boston trong 20 phút nữa. Langdon thấy miệng anh khô khốc. Chuyến bay mất 1 giờ. Xin tha thứ cho sự đường đột của tôi. Giọng nói tiếp tục. Tôi cần ngài ở đây. Langdon nhìn lại tờ fax, một huyền thoại xa xưa được khẳng định trong tấm hình đen trắng. Những lời gọi ý thật đáng sợ. Anh lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ. Ánh bình minh đầu tiên đang len lỏi qua những cây bù lô trong khoảng sân sau. Nhưng khung cảnh sáng hôm nay có điều gì đó hơi khác. Như một sự kết hợp lạ lùng giữa nỗi sợ hãi và niềm phấn khích trùm lên người anh. Langdon biết mình không còn lựa chọn. Ông thắng rồi, anh nói. Cho tôi biết điểm đậu máy bay. Hết chương 2. Chương 3. Cách đó hàng nghìn dặm, hai người đàn ông đang gặp gỡ nhau. Căn phòng chìm trong bóng tối, kiến trúc trung cổ bằng đá. Xin chào, tên cầm đầu nói. Hắn ngồi lẫn trong bóng tối, khuất tầm nhìn. Thành công chứ? Vâng, cái bóng đen đáp. Hoàn hảo. Những lời của gã chắc như đinh đóng cột. Sẽ không lần ra được ai cầm đầu chứ? Không.
Tuyệt, người có mang theo thứ ta cần không? Đôi mắt kẻ sát nhân sáng rực lên. Gã rút ra một thiết bị điện tử nặng nề, đặt nó lên bàn. Người trong bóng tối dường như hài lòng. Người đã làm rất tốt. Được phụng sự hội kín là vinh dự của tôi, tên sát nhân nói. Giai đoạn 2 sẽ sớm bắt đầu. Đi nghỉ đi. Đêm nay chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Hết chương 3. Chương 4. Chiếc Saab 900S của Robert Langdon phóng vút ra khỏi đường hầm Callahan và xuất hiện trên khu phía đông của bến cảng Boston, gần lối vào sân bay Logan. Nhìn quanh, Langdon thấy đường Aviation. Anh rẽ trái qua tòa nhà Angston Airlines, cách đó gần 300 mét, đường vào nhà chứa máy bay chìm trong bóng tối. Nổi bật là số 4 to đùng xuân ở phía trên. Anh tấp xe vào bãi đỗ rồi bước xuống. Một người đàn ông mặt tròn, mặc đồ phi công xuất hiện từ phía sau tòa nhà. Ngài Robert Langdon phải không? Anh ta gọi với giọng thân thiện. Langdon không nhận ra được là trọng âm vùng nào. Là tôi đây, Langdon đáp, khóa xe lại. Chuẩn giờ đấy, anh ta nói. Tôi cũng vừa hạ cánh, vui lòng theo tôi. Khi họ vòng quanh tòa nhà, Langdon thấy căng thẳng. Anh không quen với những cuộc gọi khó hiểu, những cuộc gặp gỡ bí mật với người lạ. Chả nhân dịp gì cả, nên anh diện bộ đồ thường mặc lên lớp, quần vải bông thô, áo cao cổ và áo vest vải len dây truyền thống Scotland. Vừa bước đi, anh vừa nghĩ đến tờ fax trong túi áo vest, vẫn không thể tin vào hình ảnh trên đó. Viên phi công dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Langdon. Ngài không gặp vấn đề gì khi bay đúng không? Không hề, Langdon đáp. Nhưng xác chết vì sắt nung mới là vấn đề kia. Chuyện bay tôi xử lý được. Anh ta dẫn Langdon đi dọc nhà chứa máy bay. Hai người rẽ vào một khúc quanh trên đường băng. Langdon dừng khựng lại, há hốc miệng, nhìn chiếc phi cơ đỗ trên đường băng. Chúng ta bay bằng cái đó à? Anh ta tắt miệng cười. Ngài thích chứ? Langdon nhìn chừng chừng một lúc lâu. Tôi thích không á? Đây là cái gì vậy? Chiếc máy bay trước mặt họ thật khổng lồ. Nó hào hào giống tàu con thoi, ngoại trừ không có phần trên cùng. Nó hoàn toàn phẳng lì. Đỗ trên đường băng này, trông nó chẳng khác gì một cái nêm to đùng. Ấn tượng đầu tiên của Langdon là chắc mình đang mơ. Cái vật này gần như chiếc Buick biết bay. Hai cánh thực tế là không có, thay vào đó chỉ là hai cái vây mập mạp phía sau thân. Hai cần dẫn hướng trên lưng thò ra phía đuôi. Phần còn lại là thân phi cơ, dài khoảng 60 mét từ đầu đến cuối. Không cửa kính, chẳng có gì ngoài thân. Nặng 250.000 tấn nếu nạp đầy nhiên liệu, viên phi công giới thiệu như một ông bố đang khoác lác với đứa bé sơ sinh. Chạy bằng nguyên liệu hydrogen lỏng, vỏ là sự pha trộn giữa titan với các sợi silic carbon. Tỷ lệ sức đẩy trên trọng lượng của nó là 20/1. Các máy bay phản lực thường chỉ ở mức 7/1. Ngài giám đốc chắc phải nôn nóng muốn gặp ngài lắm. Ông ấy không hay dùng quả này đâu. Thứ này bay được à? Langdon hỏi. Viên phi công mỉm cười. Phải rồi. Anh ta dẫn Langdon qua đường băng trên máy bay. Ngài có vẻ ngạc nhiên, tôi hiểu. Nhưng ngài sẽ sớm quen thôi. Trong 5 năm tới, tất cả những gì ngài sẽ thấy là các bé này. HSCT, phương tiện vận chuyển dân dụng tốc độ cao. Phòng thí nghiệm của chúng tôi là một trong những nơi đầu tiên sở hữu một cái
cái phòng thí nghiệm chết tiệt, Langdon nghĩ. Chiếc này mô phỏng hình dáng Boeing X-33. Viên phi công nói tiếp. Nhưng còn đến hàng tá chiếc khác. Phi cơ hàng không vũ trụ quốc gia. Bên Nga thì có Scamjet. Bên Anh thì có HOTO. Tương lai là đây. Chỉ mất chút thời gian để đến với công chúng thôi. Ngài có thể tạm biệt các máy bay phản lực được rồi. Langdon cảnh giác, ngước nhìn chiếc phi cơ. Tôi nghĩ mình thích máy bay phản lực hơn. Viên phi công chỉ tay về phía cầu thang. Lối này thưa ngài Langdon, cẩn thận đấy. Vài phút sau, Langdon đã ngồi trong buồng lái chống trải. Viên phi công thắt dây an toàn cho anh trên hàng ghế trước, rồi biến mất ra phía đầu phi cơ. Bản thân buồng lái trông giống hệt như một máy bay thương mại cỡ lớn đến ngạc nhiên. Ngoại lệ duy nhất làm Langdon cảm thấy khó chịu là không có cửa kính. Anh vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ không gian kín thể nhẹ, hậu quả từ một biến cố thời thơ ấu mà anh chưa bao giờ vượt qua được. Nỗi sợ không gian kín của Langdon không hề giảm đi mà vẫn hiện hữu theo những cách tinh tế khác nhau, và chúng luôn luôn làm phiền anh. Anh lảng tránh các môn thể thao trong không gian kín như bóng vợt hoặc bóng quần. Anh vui vẻ bỏ khoản tiền nhỏ mua căn nhà thiết kế theo kiểu Victoria trần cao, thoáng đãng, cho dù vẫn có nhà ở giá ưu đãi ở trường. Langdon thường xuyên nghi ngờ niềm đam mê thế giới nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ là bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho không gian rộng rãi trong các bảo tàng. Động cơ dưới chân anh gầm lên, khiến toàn thân phi cơ rung mạnh. Langdon nuốt gan và chờ đợi. Anh cảm thấy phi cơ bắt đầu chạy. Khúc nhạc đồng quê lặng lẽ vang lên ngay trên đầu. Một chiếc điện thoại bên cạnh anh kêu bíp hai lần. Langdon nhấc ống nghe. Alo. Thoải mái chứ ngài Langdon? Không đâu. Thư giãn đi, một giờ nữa chúng ta sẽ đến nơi. Chính xác là nơi nào thế? Langdon hỏi, nhận ra anh không hề biết điểm đến. Geneva, viên phi công đáp, tăng tốc các động cơ. Phòng thí nghiệm ở Geneva. Geneva, Langdon nhắc lại, cảm thấy khá hơn một chút. Vùng nông thôn New York. Thực ra gia đình tôi ở gần hồ Seneca. Tôi không biết có phòng thí nghiệm vật lý tại Geneva. Viên phi công phá lên cười. Không phải Geneva ở New York đâu, thưa ngài Langdon. Geneva ở Thụy Sĩ cơ. Phải mất một lúc, anh mới tiêu hóa được từ này. Thụy Sĩ ư? Langdon cảm thấy máu chạy dần dật. Tôi tưởng anh nói phòng thí nghiệm chỉ cách một giờ bay. Thì thế mà ngài Langdon. Viên phi công cười khúc khích. Chiếc phi cơ này đạt vận tốc Mach 15, nghĩa là nhanh gấp 15 lần so với tốc độ âm thanh đấy. Hết chương 4. Chương 5. Trên một con phố châu Âu nhộn nhịp, tên sát thủ luồn lách qua đám đông. Gã là một người mạnh mẽ, ngăm đen và cường tráng. Vẻ linh hoạt chỉ là che mắt. Các cơ bắp của gã vẫn căng lên do dư âm từ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Ổn cả mà, gã tự nhủ. Cho dù kẻ thuê gã chưa một lần lộ mặt, nhưng gã vẫn cảm thấy vinh dự trước sự có mặt của hắn. Có đúng là từ lần đầu tiên ông chủ liên hệ với gã mới qua 15 ngày, tên sát thủ vẫn nhớ như in cuộc gọi đó. Tên ta là Chanus, người gọi đến nói. Chúng ta là bà con theo nghĩa nào đó. Chúng ta cùng chung kẻ thù. Ta nghe nói có thể sử dụng kỹ năng của ngươi. Còn phụ thuộc vào việc ngài đại diện cho ai? Tên sát thủ đáp.
kẻ gọi đến nói cho gã biết tên sát thủ hoài nghi. Hội kín vẫn còn tồn tại sao? Còn ngấm ngầm hơn trước rất nhiều. Gốc rễ của bọn ta thâm nhập vào tất cả những gì người thấy, thậm chí cả pháo đài linh thiêng nhất của kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Không thể nào, họ không dễ bị tổn thương như vậy. Cánh tay của chúng ta vươn xa lắm. Không xa đến thế chứ? Rồi ngươi sẽ phải tin, rất sớm thôi. Sức mạnh của hội kín sắp được phô bày rồi. Rồi ngươi sẽ được biết. Ngài đã làm gì? Kẻ gọi đến nói cho gã nghe. Tên sát thủ trợn mắt. Một nhiệm vụ bất khả thi. Sáng hôm sau, báo chí trên khắp địa cầu đồng loạt đăng cùng một tin. Tên sát thủ đã buộc phải tin. Giờ đây, 15 ngày sau, niềm tin của tên sát thủ được củng cố, xua tan đám mê nghi ngờ. Hội kín vẫn tồn tại. Gã nghĩ, đêm nay họ sẽ trỗi dậy, chứng tỏ quyền lực của mình. Khi bước qua những con phố, đôi mắt đen của gã ánh lên sự hiểm độc. Một trong những hội kín đáng sợ và bí mật nhất thế giới nhờ cậy đến gã. Lựa chọn khôn ngoan đấy, gã tự nhủ. Danh tiếng về khả năng giết người đã vượt xa hơn sự kín mồm kín miệng của gã. Cho đến giờ này, gã đã tận tâm phụng sự họ. Gã vận dụng kỹ năng mang về cho Janus vật mà hắn yêu cầu. Giờ thì tùy Janus sử dụng quyền lực của hắn để bố trí vật đó ra sao thôi. Bố trí? Gã tự hỏi, sao Janus có thể đảm nhận một nhiệm vụ không tưởng đến thế? Kẻ này rõ ràng có tay trong. Quyền lực của hội kín dường như không có giới hạn. Janus rõ ràng là bí danh, gã đoán. Gã nghĩ phải chăng nó ám chỉ đến một vị thần hai mặt của La Mã, hay là mặt trăng của sao thổ? Mà cũng có khác biệt gì đâu. Janus đã cho thấy một sức mạnh không thể đấu lại. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã chứng tỏ điều đó. Tên sát thủ vừa bước đi, vừa tưởng tượng tổ tiên gã đang nhìn xuống gã từ trên cao. Hôm nay, gã đang chiến đấu cho cuộc chiến của họ, đương đầu với chính kẻ thù truyền kiếp của họ suốt bao thế kỷ qua, kể từ thế kỷ 11. Khi những đội quân thập tự chinh của kẻ thù lần đầu tiên cướp phá mảnh đất quê hương gã, cưỡng bức và thảm sát đồng bào của gã, tuyên bố rằng chúng không sạch sẽ, làm các ngôi đền và vị thần của họ ô uế. Tổ tiên gã đã lập một đội quân tuy nhỏ nhưng tinh nhuệ để tự vệ. Đội quân này nổi tiếng khắp xứ như những người bảo vệ, những đào phủ điêu luyện lang thang giữa miền thôn quê, hạ sát bất kỳ kẻ thù nào tìm thấy. Họ nổi như cồn không chỉ vì những cuộc thảm sát man dợ, mà còn ở cách họ kỷ niệm những màn giết chóc này, để mình chìm trong trạng thái đê mê do thuốc gây nghiện mang lại. Loại thuốc gây nghiện mạnh họ lựa chọn có tên là hashish. Khi tiếng xấu ngày một lan xa, những tên đao phủ chết chóc của họ được biết đến chỉ bằng một tên gọi, Hassassin, theo nghĩa đen là những kẻ tôn thờ Hashish. Cái tên Hassassin trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế gian này đồng nghĩa với cái chết. Đến ngày nay, từ này vẫn còn được dùng, ngay cả trong Anh ngữ hiện đại. Nhưng giống như nghệ thuật giết người, từ này đã biến thể. Giờ đây, nó được phát âm thành Assassin, sát thủ. Hết chương 5.